Chiều ngày 8 tháng 12, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra, tổng duyệt công tác chuẩn bị cho hội nghị ADMM14, hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 và các hoạt động liên quan tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng số 33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Đến nay, mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Sau khi kiểm tra và tổng duyệt, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương đánh giá cao các cơ quan đơn vị liên quan đã tích cực chủ động triển khai công tác chuẩn bị phục vụ cho hội nghị ADMM 14, hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 và các hoạt động liên quan sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 tới đây. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh việc tổ chức thành công hội nghị ADMM14, hội nghị ADMM cộng lần thứ bảy và các hoạt động liên quan là một nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng quan trọng, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh quân đội, con người và đất nước Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành công tác chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt từ nội dung, kỹ thuật, đường truyền cho đến công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế để hội nghị ADMM 14, hội nghị ADMM cộng lần thứ 7 và các hoạt động liên quan đạt kết quả cao nhất.